Sưởng Tượng Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác hai tác phẩm Gà Trống Hoa Cúc được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm đầu tiên có mã TLV352, có kích thước cao 54, ngang 73, số 30, nặng 10 kg, và tác phẩm bên cạnh có mã TLV353, cao 45, ngang 62 và sâu 25, nặng 6,2 kg. Và tác phẩm đầu tiên em đang quay tứ diện để cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng, có giá bán bên em là 4.800.000 đồng cho tác phẩm này. Hình ảnh hoa cúc và gà trống đã xuất hiện từ lâu trong văn hóa tạo hình của các dân tộc Á Đông, và trong tranh tứ quý của người Trung Hoa xưa thì khi nhắc tới mùa thu, người ta lại hay vẽ hoa cúc và bên cạnh đàn gà, và con gà trống thì đứng đầu thật là dũng mãnh. Và tác phẩm gà trống và bên hoa cúc như thế này thì sẽ là một biểu tượng của tài lộc và đại cát, cũng như là một trong những bức tượng phong thủy mà đem lại rất là nhiều ý nghĩa cho gia chủ. Không phải dĩ nhiên mà chúng ta đã dựng lên hình ảnh con gà trống đứng bên khóm hoa cúc, và hình ảnh này nhằm truyền tải cho con người từ ngày xưa là một biểu hiện của vật chất, đem lại rất là nhiều tài lộc và may mắn, và đặc biệt là đại cát cho gia chủ. Và tác phẩm thứ hai có mã là TLV353 thì có giá bán bên em là 4.200.000 đồng, và hiện tại thì em đang quay kỹ để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Và con gà trống là đại diện cho mặt trời của sự sống và sức sống, gà trống đại diện cho người quân tử với đủ các đức tính văn võ nhân dũng tín, và gà trống còn có ý nghĩa trấn yểm trừ tà, và tiếng gáy của nó cất lên thì mặt trời ló dạng, yêu ma cũng phải tránh xa. Và gà trống thì còn có tác dụng hóa giải sao đào hoa, và ngoài ra thì khi mà đặt hoa cúc ở trong nhà thì sẽ đem lại rất là nhiều ý nghĩa cho gia chủ, và đem lại sự lòng hiếu thảo và biểu trưng cho tuổi thọ. Và đặc biệt là hoa cúc còn là một loài hoa đại cát rất là tuyệt vời. Và nếu như các bác chúng ta đang tìm kiếm những cái tác phẩm gà để trưng bày ở trong nhà thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bác. Như vậy thì gà trống hoa cúc mang ý nghĩa phong thủy rất là tốt lành. Nó là hình ảnh biểu trưng cho tài lộc, cho sức sống và sự phát triển. Và gà trống bên hoa cúc còn là linh vật phong thủy của tình yêu thương, sự gắn bó yêu thương dài lâu của vợ chồng. Một tác phẩm rất là tuyệt vời. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, các bác liên lạc với Sưởng Tượng Gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885, hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Sưởng Tượng Gỗ và ấn nút chuông bên cạnh, hoặc truy cập website sưởngtuonggo.com để theo dõi và đặt hàng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.